Thưa quý vị và các bạn, tham gia cách mạng từ khi còn nhỏ, từng vào sinh ra tử trên những chuyến tàu chi viện cho chiến trường miền Nam, khi công tác ở đoàn tàu không số, cựu chiến binh Nguyễn Văn Khảng ở xã Hàm Tử, huyện Khoai Châu đã có 3 lần may mắn được gặp Bác Hồ. Đó là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc trong cuộc đời ông. Năm 1959, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên 19 tuổi đã tình nguyện lên đường nhập ngũ. Cũng trong năm ấy, trường huấn luyện bờ biển nơi ông nhập ngũ vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Đây là lần đầu tiên người chiến sĩ hải quân được gặp Bác Hồ. Hình ảnh Bác Hồ hiện lên giản dị trong đôi dép cao su, bộ quần áo bạc màu. Bác kiểm tra nơi ăn, trốn ở của anh em chiến sĩ, nói chuyện với chiến sĩ, Bác không ngừng hỏi. Các cháu có nhìn rõ Bác không? Các cháu có nghe rõ Bác nói không? Lần thứ hai, ông được gặp Bác Hồ là khi Bác đến đảo Vạn Hoa nghe tin Bác Hồ về thăm. Ông cùng các anh em đã chạy tới nơi trực thăng của Bác đáp xuống. Dù không phải lần đầu gặp Bác, nhưng đối với ông, đó vẫn là những giây phút thiêng liêng, quý báu. Bác căn dặn chiến sĩ phải tích cực học tập, tăng gia lao động sản xuất, canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Lần thứ ba, vinh dự gặp Bác Hồ là khi Bác cùng anh hùng vũ trụ Liên Xô Zsigmond Titov đến thăm Vịnh Hạ Long năm 1962. Lần này, Bác không chỉ dặn dò chiến sĩ lao động và học tập tốt, Bác không quên nhắc nhở anh em đoàn kết, giúp đỡ Hồng quân Liên Xô như anh em ruột thịt. Bác đi vào đơn vị đấy, có đặc biệt là Bác phải kiểm tra trước, Bác phải xem chỗ ăn, chỗ ngủ này, chỗ vệ sinh của bộ đội này, xem là như thế nào, đời sống bộ đội làm sao. Bác dặn chiến sĩ là các cháu là phải học tập tốt, này, ăn ngủ tốt, sau này ra chiến đấu là phải chiến đấu tốt. Mà Bác nói chỉ độ vào khoảng 15 đến 20 phút là cùng, nhưng mà đủ đầy đủ hết. Và chúng tôi nghe được, học được những cái đó. Những lời dạy của Bác Hồ luôn được khắc ghi và trở thành kim chỉ nam cho ông trong mọi công việc. Năm 1971, ông nhận công tác tại đoàn tàu không số. Nhớ lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông Khảng kể lại nhiệm vụ mà Trung ương Đảng giao cho đoàn tàu không số là đi đến nơi, về đến chốn, đảm bảo an toàn vũ khí, quyết tâm thà hy sinh chứ không để tàu và vũ khí rơi vào tay giặc. Sóng gió, rồi thì là mưa bão, đã lệnh là đưa hàng ra tàu để bốc cho tàu đi miền Nam. Làm mưa chúng tôi cũng phải chạy, đêm hôm chúng tôi cũng phải chạy, không trừ một lúc nào. Chúng tôi không nghĩ gì đến cái chuyện là gian khổ hay gì cả. Gian khổ là cái lúc bấy giờ trong chiến tranh thì nó bình thường lắm. Và trong những lúc chúng tôi làm, chúng tôi nghĩ đến những lời dạy của Bác. Khi chúng tôi được gặp Bác, những lời nói của Bác dặn của chúng tôi không bao giờ chúng tôi quên. Năm nay, người lính thủy năm xưa đã ngoài 80 tuổi, nhưng gian nhà nhỏ của ông vẫn đầy ắp những hình ảnh về đoàn tàu anh hùng năm xưa. Trong những hình ảnh ấy, bức ảnh chân dung của Bác Hồ với chiếc mũ, bộ đội, hải quân cùng nụ cười hiền hậu vẫn được treo ở nơi trang trọng nhất, nhằm nhắc nhở các thế hệ con cháu sau này không ngừng học tập, phấn đấu và làm việc theo gương của Bác Hồ vĩ đại.